Chào tất cả các anh em nhé. Có nhiều anh em về lắp ráp thì nó bị cái lỗi này, là cái lỗi cơ bản nhất dẫn tới anh em chán cái cây này. Cây này là anh em nhớ kỹ cái tên của nó là VIP 12 phiên bản 2 anh em nhé. Đường trượt của nó là đường trượt inox, có hai đường bi. Đây, bây giờ cái dây nó đã kéo lên trên nhưng mà viên bi nó rớt xuống chỗ này. Như vậy thì khi anh em kéo về thì cái viên bi này nó sẽ bị đẩy về. Đó, thì bây giờ sẽ tìm cách lấy ra. Đó thì mình sẽ vừa chọn cái nó rớt trở lên cái băng đạn lại rồi anh em thấy không. Đó, thì clip này em sẽ hướng dẫn anh em làm sao để lấy viên bi nó ra dễ dàng. Tại vì nếu bây giờ mà tháo dây thì nó rất là phiền phức. Và cái nữa là khắc phục cái lỗi mà bắn cái là viên bi nó lại rớt xuống. Đó, bình thường là kéo lên dây đúng không anh em? Bình thường là kéo lên dây nè. Đó, thì viên bi á, gặt về cái thanh đó là nó sẽ rớt một viên bi xuống rồi. Bây giờ ví dụ bắn nè. Bắn thì ngay lập tức nó sẽ rớt một viên bi xuống ngay đằng sau cái dây. Đó, lỗi này là lỗi rất cơ bản luôn. Thì nếu mà nó rớt đằng sau cái dây, khi anh em kéo về để lên đạn lại á, thì nó đẩy viên bi đằng sau cái dây mà anh em. Đúng ra bi nó phải nằm đằng trước cái dây. Thì bây giờ nó kẹt cò rồi. Nó chứ bây giờ đâu có làm sao được viên bi nó nằm ở đây. Rồi thì đầu tiên á, trước khi khắc phục á, thì mình sẽ chỉ anh em lấy cái này ra. Đầu tiên bước thứ nhất là đẩy cái này lên ha. Bước thứ hai là chúng ta dùng hai ngón tay này chúng ta kéo cái này ra. Tại vì cái này, cái thanh này á, là cái thanh chặn viên đạn nè. Chúng ta dùng cái kéo ha. Cái kéo mới được nha. Đó, chúng ta gãy cho nó rớt ra. Rớt đúng cái lỗ mà nó rơi xuống á. Rớt đúng cái lỗ rơi xuống á. Là tại vì bình thường chỗ đó nó có một cái viên 500, nó hết viên bi nằm im chỗ viên bi rớt xuống luôn á. Nó vừa rớt xuống viên 500 hết liền. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái mũi kéo, chúng ta hơi hở ra để chúng ta khẩy cho cái viên bi nó rớt xuống. Có nghĩa là chúng ta khẩy cho cái viên 500 nó buông viên bi ra, nó rớt xuống đúng cái lỗ mà viên đạn rớt xuống. Cái này thì bây giờ chúng ta sẽ gỡ ra. Tại vì nhà sản xuất nó canh nó dán, nhưng mà nó dán không chuẩn anh em. Nên là mới có chuyện bắn cái là viên bi nó tự nó rớt xuống. Có nghĩa là khi mà kéo về á, nó gặt cái thanh ngang, anh em thấy có cái thanh ngang không? Có cái thanh ngang đó. Kéo về nó gặt cái đó một cái á, thì nó rút cái thanh nhựa ở trong. Để cho cái viên bi nó rớt xuống. Thì ngay khi mà viên bi nó rớt xuống á, thì cái thanh nhựa nó có cái lò xo đẩy ngược trở lên để che cái lỗ lại, đúng không? Thì ở đây nhà sản xuất họ cũng có tính rồi, là cái thanh chặn á, thanh chặn bi á, là nó vừa tới thôi nha anh em. Để cho cái một viên bi nó rớt xuống trước cái dây rồi á, thì một viên bi còn lại nó sẽ mớm, nhưng mà nó không rớt được. Tại vì cái thanh chốt lỗ đó thì nó cũng không kín hoàn toàn lỗ, nhưng mà nó sẽ hờ một viên bi khác. Có nghĩa là nó sẽ viên bi nó hình tròn. Thì cái chốt đó nó sẽ vừa che cái một xíu ở ngay cái đít của viên bi thôi, để khi chúng ta gặt về nó sẽ rớt nhanh một viên nữa xuống. Đó, thì ở đây chúng ta gỡ cái phần này ra, chúng ta canh lại, chúng ta chuẩn bị một chai keo 502 trước nha. Thì thường là bên em mà ráp sẵn cho anh em á, thì bên em cũng sẽ canh sẵn cái này luôn. Thường là nhà sản xuất họ canh là chuẩn lắm rồi, nhưng mà lâu lâu vẫn có cái trường hợp mà họ dán keo hơi dày hoặc là hơi lệch một tí, thì nó sẽ bị cái lỗi là rớt viên bi xuống đằng sau cái cò đó anh em, đằng sau dây á, sau dây cáp á. Thì lỗi này nó rất là bực mình, anh em nào biết sửa thì nó dễ, anh em nào không biết sửa thì có nghĩa là sẽ rất là chán cây ná này luôn. Tại vì chơi đâu có được, bắn cái là phải lấy viên bi ra, đúng không? Đó, chúng ta sẽ canh, chúng ta kéo xuống ngay cái đoạn mà người ta dán. Thường người ta dán sẽ lệch một tí thôi. Em sẽ canh em kéo xuống hoặc kéo lên một tí. Cái này khả năng là chúng ta sẽ dán lại. Tại vì em thấy là người ta dán cái này cũng khá chuẩn rồi nè. Viên bi nó cũng vừa rớt xuống đây luôn nè. Đó, một viên. Khi mà chúng ta đẩy cái cây kéo để cho viên bi nó chạy lên á, giống như nguyên lý là cái dây nó kéo bi bay ra, thì ngay lập tức có một viên khác rớt xuống rồi anh em theo. Đó là vị trí này nó đang bị lỗi đó. Đó, thì chúng ta tiếp tục gạt cái nữa, thấy rớt viên xuống không? Gạt cái nữa thấy rớt viên xuống nữa. Như vậy là chỗ này chưa có ổn ha. Khi nào mà chúng ta gạt một cái mà không có viên bi nào rớt xuống, chúng ta nhấc chúng ta thao tác cái thanh ngang này một cái nó mới rớt thì mới đúng nha. Đó, bây giờ cứ khều một cái đó, giống như cái nguyên lý cây kéo này, giống như nguyên lý là dây ná nó bay ra đó. Đó, thì chúng ta sẽ đè lại chỗ này. Đó, đó, rút một cái nó rớt một viên. Đó, đè lại. Rồi, giờ chúng ta khều thử nha. Đó, không rớt anh em thấy không? Không rớt anh em thấy không?
Như vậy là chỗ này mình xác định là người ta canh cũng khá là chuẩn, nhưng mà người ta dán keo, cái lớp keo hơi dày. Bây giờ chúng ta sẽ khắc phục lại. Đó, khều một cái nữa sao nào. Đó, không rớt nha anh em. Đó, nhưng có nghĩa là dây nó kéo ra thì không rớt ngay vị trí này. Thì ngay vị trí này là mình cảm thấy nó khá ổn rồi đó. Khá ổn ngay vị trí này ha. Đó, thì chúng ta sẽ kéo lên, chúng ta cà cái lớp keo bỏ đi. Cà cái lớp keo này dày quá, keo này khá dày. Sau khi mà cà cái lớp keo đó cho nó mỏng xuống lại á, cho nó sát xuống, ok, thì chúng ta sẽ làm cái cách như đầu clip. Chúng ta khều bi xuống, lúc nãy mình làm vô đây nó cũng cả 5-6 viên á nè. Thì chúng ta cũng làm đủ 3 bước như ở đầu clip em hướng dẫn đó ha. Chúng ta sẽ lấy từng viên ra, đó. Để nó lên đây thì nó sẽ có những viên bi nó hít vào chỗ cái 500 á. Thì chúng ta chỉ canh cái ngay chỗ cái lỗ để chúng ta gãy, dùng mũi kéo gãy cho nó rớt ra lại cái lỗ lúc nó rớt xuống á. Sau khi mà lấy hết bi ra thì chúng ta canh lại thôi anh em. Chúng ta bắt đầu canh lại ha. Thì chúng ta dùng một tay chúng ta canh, để chúng ta nhích ngón tay cái á, ngón tay cái của tay trái á, chúng ta canh. Đó, thì cái này đoạn canh á, thì em cũng đã canh sẵn cho anh em rồi. Có nghĩa là chúng ta cứ nhích cái thanh vuông vuông, cái miếng vuông vuông này, ngón tay cái em đang đè đó, cứ nhích về. Xong rồi dùng ngón tay để kéo hai cái thanh đó, kéo cho nó rớt một viên bi xuống. Chúng ta bỏ tay ra mà nó không rớt tiếp viên khác á là ok nha anh em. Chúng ta dùng kéo, chúng ta khẩy một viên bi nè. Đó, khẩy một cái mà nó không rớt viên khác xuống là ok. Đó, chúng ta kéo một cái rớt viên xuống, chúng ta tiếp tục dùng kéo. Khẩy một cái giống như cái dây nó kéo ra, đó chúng ta canh. Đó, khẩy một cái. Chúng ta tiếp tục kéo do viên bi nó chạy xuống, giống nó chạy ra khỏi nòng đó. Đó. Chúng ta làm thật là nhiều lần. Chúng ta dùng tay chúng ta đè cái chỗ này. Chúng ta có thể nhích lên hoặc nhích xuống để chúng ta canh. Đó. Sau đó thì chúng ta thấy ok rồi, cũng xuống 4-5 viên liên tục rồi, không sao rồi, chúng ta sẽ nhiễu keo cho cố định nó lại. Đó. Cái này dễ nha anh em, chứ không có khó gì hết trơn á. Đó. Anh em nào tin ý tí là làm được, không có sợ anh em không được khéo rồi, anh em chỉnh cũng được thôi, nhưng mà chỉnh hơi lâu thôi. Đó. Như em có kinh nghiệm thì em chỉnh khá là nhanh, nhưng mà cái câu chuyện là nhà sản xuất họ làm đa số là đều ok hết cả. Chỉ có cái thanh này là họ dán, có thể là họ chít cái keo chuyên dụng của họ, mà làm sao họ chít vô rồi họ đè lên, mà họ đè không chặt đó anh em, nên là nó hơi bị hỏng lên, nó hơi bị dày lên. Lúc nãy mình phải dùng kéo mình cào bỏ cái lớp keo đó để mình dán đó. Thì khi mà dán tạm một cái rồi mình cũng thử ok hết. Nãy giờ cũng đó, cả băng xuống dưới này rồi nè. Đó, thì giờ chúng ta sẽ tiếp tục dán bên này. Và chúng ta cứ để khô, rồi chúng ta dán đi dán lại 2-3 lần cho nó chắc ăn ha, cho nó cố định ở đó ha anh em. À, cái lỗi này rất là nhỏ luôn, chứ không có gì to tát hết á. Nhưng mà cái cơ bản là anh em mà mua phụ kiện về tự ráp á, thì anh em sẽ mắc cái lỗi này và anh em không biết làm, không biết sửa. Như bên mình á, là bên mình sẽ thao tác thử, là bắn thử, ráp xong cho anh em á, thì thao tác bắn thử và chỉnh laser, chỉnh ống ngắm. Thì cái câu chuyện mà nếu mà bắn thử nó bị lỗi như thế này thì đâu có chỉnh ống ngắm gì được anh em. Nên là buộc bên mình sẽ phải fix lỗi cho anh em rồi mới chỉnh ống ngắm được, đúng không? Đó, bây giờ thì mình cũng thao tác là bước thứ nhất nè. Đó, đưa cái này lên đây. Rồi bước thứ hai nè, dùng tay đẩy cái này về đây. Rồi bước thứ ba là chúng ta mới dùng kéo để khẩy viên bi cho nó rớt khỏi viên 500, nó rớt xuống đúng cái lỗ lúc này nó xuống. Đó, cái này chưa đúng lỗ gì. Đó thì từng viên anh em, nó mà rớt xuống. Đó, nó rớt rồi đó. Đó, chúng ta đẩy lên lại. Thì đây nó có 500, nó sẽ đẩy lên, nó sẽ hít viên bi và hít mấy viên bi luôn. 500 nó cũng khá mạnh đấy. Đó. Thì chúng ta sẽ kiên trì, chúng ta khẩy cho hết cái đường bi này xuống, cho nó lên lại cái băng đạn ha. Anh em nhớ là phải kéo cái ngón tay cái nè, anh em thấy ngón tay cái mình phải kéo cái thanh này nha. Kéo thanh này về để cho nó hở cái lỗ mà đạn rớt xuống nha. Đó. Thì cái câu chuyện là nó cũng dễ vậy thôi, nhưng mà về và anh em không biết thì anh em chơi anh em rất là chán, rồi dẫn tới anh em nghĩ cái cây này là nó bị này bị kia thì khó chơi rồi các kiểu. Nhưng thật ra nó dễ lắm anh em. Cái này thì nói thiệt với anh em là nó bem á, thì lực nó ngang ngang một cây cồn á,
Nhưng mà nếu mà nói mà cự ly chính xác của nó thì nó tầm mười mấy 20 mét đổ về nha anh em. Có thể anh em bắn chim đêm ngủ cây được nè, bắn trong mấy bụi tre đồ được nè, anh em rình rập anh em bắn. Chứ còn không thể nào mà đem ra đồng bắn như một cây PCB được. Có nhiều shop á, họ quảng cáo trên Facebook, họ nói quá lên, họ nói quá lên, những tới anh em mua về thì anh em khiếu nại họ thì họ đa số là họ sẽ chặn anh em luôn, họ không giữ cái khiếu nại, hoặc là họ gửi thiếu đồ cho anh em thì họ không giữ cái khiếu nại. Mà trong trường hợp mà gửi hàng mà cho kiểm hàng mà lại không bắt cọc á thì anh em hiểu rồi, thì về á, linh kiện như vậy họ đâu có ráp cho thẳng cho anh em đâu. Linh kiện như vậy á thì về anh em cũng không biết cái nào có dùm như thế nào, nó hàng trăm cái món mà cây này chứ nếu khui ra hàng trăm món nha anh em, vừa ốc vít đồ tùm lum. Giờ thiếu vài con ốc thôi là anh em cũng thấy mệt rồi, chứ chưa nói thiếu linh kiện nhé. Đó, thì câu chuyện là nếu mà anh em đặt bên mình á, mà anh em nhớ kỹ cái này là VIP 12 bản 2 nha. Đặt bên mình mà muốn xem hàng mình sẽ chia làm hai đơn, và mình sẽ có clip quay lúc đóng hàng. Đó, và anh em về anh em kiểm hàng có thiếu cái gì mình sẽ có clip để mình giải quyết với anh em. Đó, còn trong trường hợp nữa là anh em yêu cầu ráp sẵn thì mình sẽ ghi đồ gỗ để mình lừa mình gửi anh em, lừa bên vận chuyển gửi cho anh em. Đó, thì anh em thấy là cái cây này thì ráp nguyên như vậy làm sao mà gửi mà cho xem hàng trước khi nhận được, anh em hiểu không? Đó, ví dụ anh em không nhận đi, người ta thu luôn cái hàng này của mình cả triệu mấy, trong khi đó anh em kể cả anh em có cọc 100-200 luôn á thì mình cũng là người mất nhiều, mất triệu mấy luôn. Anh em có bỏ 100-200 đó anh em không nhận đi thì cũng thua nha. Nên trong trường hợp mà ráp sẵn á thì anh em sẽ không được xem hàng, cầm hàng trả tiền rồi đem vô nhà lúc khui á quay clip cho mình. Nếu có vấn đề thiếu đủ gì mình sẽ gửi không đồng cho anh em. Còn nếu mà có vận chuyển nó hư hỏng cái gì mình sẽ bảo hành cho anh em. Đó, còn cái vấn đề chơi á thì thường bên mình đã test ok rồi nè. Thì yên tâm là thường là về là chơi được nha anh em. Đó, thì bây giờ mình bêm nè. Anh em thấy không? Bêm xong là nó không có rớt viên bi nào xuống nữa, anh em thấy không? Đó, vậy là mình đã fix lỗi xong rồi đó anh em. Đó, có nghĩa là mình bêm một cái mà nó không rớt bi xuống nữa. Chứ bêm một cái rớt bi đằng sau cái sợi dây này là thua rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ nhỏ thêm một lần keo nữa nè. Keo lúc nãy thì nóng khô rồi nhưng mà mình kệ, nhỏ cho nó chắc. Đó. Ok anh em nha. Clip thì cũng khá dài rồi và mình cũng đã khắc phục được cái vấn đề là bi rớt sau sợi dây lấy ra như thế nào, và khắc phục cái lỗi đó cho anh em luôn. Anh em nào mà rơi trúng cái trường hợp này thì có cái mà xem mà làm theo. Đó, kể cả anh em mua của người khác đi nữa, vào YouTube tìm hiểu, anh em có lướt qua kênh mình, anh em cũng cho mình một like, bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Rồi, trước khi kết thúc clip thì mình sẽ giật lên, mình bắn liên tục cho anh em thấy ha. Đầu tiên là bắn một phát cái là nó rớt viên bi đằng sau là coi như là thua, là phải lấy ra rồi mới làm tiếp được. Bây giờ thì bắn liên tục, anh em thấy không? Đó, sụt cái một viên bi nó rớt xuống ngay chỗ cái viên 500 đó, ngay chỗ mình chỉnh lại đó. Đó, và bêm một cái thì nó không có rớt viên bi nào xuống nữa, chỉ khi nào mình sụt thì nó mới rớt bi thôi. Đó, thì cứ tiếp tục vô bi bêm thử, test fix lỗi ok, bắn mấy chục phát liền, rồi tí nữa mình còn chỉnh ống ngắm nữa, nếu mà bắn không được làm sao chỉnh ống ngắm được anh em. Đó, nên là có nhiều anh em mà ráp sẵn rồi mà về nó bị vấn đề lỗi này lỗi kia á thì mình sẽ hỗ trợ anh em. Đó, mà đa số á thì mình cũng gửi những cái clip dạng này cho anh em, hướng dẫn anh em làm thôi. Chứ còn mà cái nếu anh em khiếu nại á thì anh em lưu ý nè, nếu nói miệng á là mình sẽ không hiểu được vấn đề anh em đang gặp phải, anh em thao tác nó đã đúng hay chưa. Đó, nhiều khi chút cái đầu nồng xuống quá, bi nó rớt xuống 2 viên 3 viên, tại vì nó rớt xuống nó không kịp hết pin 500, mình em gặt mạnh quá. Đó, là cái trọng lực cái đất thì nó hút viên bi chạy xuống theo phương thẳng đứng. Đó, và có nhiều cái lỗi khác nữa thì thường gửi đi mình sẽ fix hết cho anh em, yên tâm nha. Như kênh mình thì trên 50.000 subscribe rồi, mình trả lừa chia anh em 50.000 hay 200.000 hết. Đó, YouTube thì nó cũng trả tiền hàng tháng và mình cũng bán hàng, mình cũng có thu nhập. Bán hàng từ 2016 đến nay thì cũng uy tín cũng có ha. Em có thể check uy tín. Cây nào được bao nhiêu mét là mình nói thẳng cho anh em luôn, không có lừa anh em nha. Rồi ok, bêm thử bao nhiêu đó là anh em thấy cây này nó hết bị lỗi chỗ đó nữa rồi đó ha. Tắt ống ngắm, anh em chơi xong nhớ tắt nha, không nó hết pin nha. Rồi giờ mình sẽ chỉnh ống ngắm và tiến hành đóng gói gửi đi cho khách nha.